Anh ơi, xe mình đi đến đâu rồi ạ? Sao lâu quá? Em đợi hơn 10 phút rồi. Vâng ạ, nhanh giúp em nhé. Không em hủy chuyến đấy. Lên xe đi. Cái gì đấy? Trả lại đây, đưa cho tôi. Cậu vẫn chưa bỏ được cái thói ức hiếp người khác à? Trả đây, đưa đây. Lên đi, người ta nhìn kìa. Đây không phải đường về nhà tôi. Tôi đưa chị đi ăn, chúc mừng và ký hợp đồng. Không có người lại bảo là sếp ở công ty này đối đãi nhân viên không ra gì. Nếu mà cậu muốn thưởng thì làm ơn đừng giữ đơn thôi việc của tôi lại. Hả? Chị vừa nói gì? Đơn thôi việc nào? Tôi không giữ đơn từ của ai đâu. Cậu đưa tôi về nhà, tôi không có nhu cầu đi ăn. Mẹ mẹ trốn kỹ thế nhở? Bỏ cá con đẻ đến cái chỗ sang trọng này. Mẹ xin con đấy, để cho mẹ yên. Đây, đi ra ngoài này, đi ra ngoài này. Nào, đi ra ngoài này. Mẹ bỏ đi ra đây. Okay. Mẹ nào đây. Xong người ta nhìn thấy người ta lại bảo con bất hiếu. Công ơi, mẹ lạy con, mẹ van con đấy. Mẹ làm gì còn tiền đâu rồi mà giữ. Thế bây giờ mẹ không có tiền, mẹ đẩy con ra đây làm gì? Mẹ giấu trên đấy đúng không? Con đồng nào nữa đâu mà giấu. Thì mẹ cứ để con đi kiểm tra, con đi thôi. Thôi sao? Mẹ muốn chơi nhỉ? Này, kiểm tra không nào? Đừng báo công an đấy. Đừng báo công an, đây là con trai tôi đấy. Dù là ai thì cũng không được tự ý hành hung người khác. Nếu không tôi báo công an đấy. Mày báo đi. Mày báo luôn hộ cái. Mày báo xem ai dày già hơn. Này, mày còn đang giữ mẹ tao trái phép đấy. Công ơi. Báo đi. Mẹ xin con đấy. Mẹ không có gì phải giấu giếm con cả. Mẹ ơi. Thế là nó dỗ ngon xong mẹ đưa hết tiền với vàng tiết kiệm cho nó rồi gì? Không có một đứa nào đẳng cấp trời mây đến mức mà tự nhiên lại chứa chấp một cái người dưng như mẹ cả. Này, anh đừng nghĩ ai cũng xấu xa như thế. Im mồm đi. Mày cứ đưa tiền với vàng mẹ tao đây xong tao đi. Được chưa? Ôi công ơi. Không mày giỏi mày báo ai mày báo luôn đi. Vâng. Báo đi. Có người đang gây rối trước cửa chung cư anh ạ. Anh tới ngay nhá. Ôi giời ơi. Mày